Kính thưa quý vị và các bạn, từ chiều ngày 7 tháng 12, bão Bô đã mạnh thêm một cấp và đang đổi hướng di chuyển theo kiểu thắt nốt. Trước dị biến mới của bão, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương đã có công điện mới gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến Bà Rịa Vũng Tàu và Tiền Giang cùng các bộ ngành liên quan. Theo đó, vùng nguy hiểm được xác định phía đông kinh tuyến 112 và từ vị tuyến 11 đến vị tuyến 18. Vùng nguy hiểm này cũng sẽ thay đổi tùy theo diễn biến của bão. Đối với tàu thuyền ở khu vực quần đảo Trường Sa, cần phải đề phòng bão đổi hướng di chuyển về phía nam. Cơn bão số 9 vẫn có diễn biến khá phức tạp khi liên tục đổi hướng di chuyển và cường độ gió bão. Do vậy mà bà con ngư dân trong vùng chịu ảnh hưởng của cơn bão này cần thường xuyên theo dõi và cập nhật thông tin về cơn bão trên các phương tiện truyền thông để có kế hoạch phòng tránh kịp thời. Ngày đầu thì lưỡi áp cao lạnh lục địa chi phối thời tiết khu vực Bắc Biển Đông có cường độ ổn định, sau đó sẽ suy yếu dần. Vào khoảng ngày mùng 10, áp cao lạnh có khả năng được tăng cường trở lại và từ ngày 13 sẽ suy yếu và di chuyển ra phía đông. Khu vực vùng biển phía nam nằm ở rìa phía nam hệ thống thời tiết phân tích trên, với trường gió đông bắc có cường độ trung bình. Riêng thời kỳ từ ngày 12 đến ngày 14, khu vực Trung và Nam Trung Bộ còn chịu ảnh hưởng kết hợp của đới gió đông trên cao hoạt động yếu sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. tại vùng biển bắc vịnh bắc bộ, chế độ thời tiết và sóng gió trên khu vực bắc vịnh bắc bộ đã bước sang những ngày thuận lợi hơn cho việc khai thác và đánh bắt. ngày hôm nay trời ít mây, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km với gió đông bắc cấp 4 cấp 5. tại vùng biển nam vịnh bắc bộ. Khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ trời giảm mưa hơn, ngày hôm nay chỉ có mưa rào và rông ở vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km với gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Trời khá quang mây, không có sương mù và có phần hanh khô hơn nên khá thuận lợi cho các hoạt động trên biển. Xu hướng trong ngày mai, thời tiết tại khu vực cũng chưa có sự thay đổi gì đáng kể. Tại vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và đảo Cồn Cỏ Lý Sơn, thời tiết tại khu vực vùng biển gần bờ miền Trung từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa ở vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km với gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Thời gian này các nghề khai thác lưới vây, lưới cản cho sản lượng ổn định. Xuôi xuống vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và đảo Phú Quý, tại khu vực biển miền Trung thời tiết ổn định, trời không mưa, sóng gió só hướng đông bắc ở mức cấp 5, tầm nhìn xa trên 10 km, thuận lợi cho tàu thuyền hoạt động khai thác, đánh bắt và du lịch. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Côn Đảo. Ngày hôm nay, trời nắng nhiều hơn trên khu vực biển Bình Thuận, Cà Mau. Mưa chỉ ở mức vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km với gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Ngày lưới dê có thể khai thác cá thu, cá ngừ ở vùng biển ngoài khơi phía nam Côn Đảo và vùng biển phía đông Trà Vinh. Ngày lưới kéo có thể khai thác các loại cá đáy, mực, tôm ở vùng biển phía tây Côn Đảo và vùng biển phía đông của Trà Vinh tại vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả đảo Phú Quốc và Thổ Chu. Trên khu vực biển Cà Mau Kiên Giang thời tiết ổn định, có mưa rào và rông ở vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, biển bình thường. Các phương tiện tàu thuyền có thể di chuyển an toàn trên biển. Vùng biển Vịnh Thái Lan thời tiết ổn định với tiết trời ít mây và hầu như không có mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, thuận lợi cho tàu thuyền hoạt động đánh bắt trên biển. Tại khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, Do chịu ảnh hưởng kết hợp của gió đông bắc với hoàn lưu cơn bão số 9 hoạt động mạnh nơi khu vực Bắc biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa bão ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Phía tây gió đông bắc đến bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật trên cấp 6 biển động. Phía đông có gió mạnh cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, cấp 13 giật cấp 14, cấp 15 biển động dữ dội. Tàu thuyền không được đi vào vùng biển phía đông của khu vực Bắc biển Đông để tránh gặp nguy hiểm tại khu vực giữa Biển Đông từ 10 cho đến 15 độ Vĩ Bắc. Với đường kính hoàn lưu bão lên tới 400 km, nên nó đã gây ra thời tiết xấu cho khu vực giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía đông bắc của quần đảo Trường Sa. Ngày hôm nay, ở phía đông bắc khu vực có mưa bão, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió Tây Bắc đến Tây cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6 biển động. Riêng phía đông bắc có gió mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12, biển động rất mạnh khu vực Nam Biển Đông, bao gồm khu vực phía Nam của quần đảo Trường Sa, Huyền Trân và sông Tử Tây. Khu vực Nam Biển Đông thời tiết ổn định, trời nắng và ít mưa, dạng mưa rào và sông xảy ra ở vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Bắc đến Tây cấp 4, cấp 5, biển bình thường và thuận lợi cho việc khai thác và đánh bắt của tàu thuyền. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin dự báo thời tiết biển của kênh VTC14. Xin kính chào và hẹn gặp lại!